Zippo khẳng định phong cách sống. Zippo khẳng định phong cách một quý ông thực thụ. Bên cạnh những điều cơ bản như một chiếc bật lửa siêu bền, siêu chống gió, bật lửa Zippo còn là một món hàng hiệu khẳng định phong cách sống. Cùng Ambe tìm hiểu thêm nhé! Bật lửa Zippo khẳng định phong cách. Bật lửa Zippo kết hợp với thời trang tạo nên phong cách, cá tính riêng cho mỗi người. Điều này được thể hiện qua thói quen sử dụng và cách trang trí vỏ của Zippo. Ví như những người sử dụng Zippo để tạo lửa, họ sẽ không chăm chút nhiều đến sản phẩm. Nghĩa là mua sao dùng vậy. Những mẫu bật lửa Zippo phổ thông, classic. Nhưng đối với giới thượng lưu, Zippo là vật dụng để họ chứng tỏ đẳng cấp và sự giàu có của mình. Chọn bộ áo mới giá trị bằng mạ vàng, đính hạt, chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Hay một người thiện lành, chọn quẹt Zippo in hình tượng Phật, cây cỏ hoa lá. Những anh hùng, hào kiệt chắc chắn chọn logo, hình khắc cá tính. Hiện nay trên thị trường, Zippo được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau để phục vụ cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Những chiếc bật lửa Zippo được thiết kế vuông vức, kích thước vừa vặn, góc cạnh được bo tròn, nên vỏ được mạ với các chất liệu kim loại, đính thêm các loại đá. Sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho phái mạnh. Còn những mẫu Zippo Slim được thiết kế theo phong cách tối giản, phù hợp với những quý ông có bàn tay nhỏ hơn. Ngày nay, Zippo là một món phụ kiện thời trang được rất nhiều người săn lùng. Có người còn mua nó để tặng cho bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt. Tuy cho cùng, dù bạn là ai, giới tính nào, độ tuổi ra sao thì những chiếc Zippo đều phần nào cho thấy được tính cách, vị thế, phong cách, gu thẩm mỹ và sở thích của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!